trận đấu ngày hôm nay, một trận thi đấu tuyệt vời dành cho các thủ của hai đội. Và cũng rất mong là trong trận thi đấu khai mạc này, cả hai đội sẽ trình diễn một thứ bóng đá đẹp, một thứ bóng đá tấn công, đúng như là truyền thống của câu lạc bộ bóng đá Chelsea trong những năm trở lại đây. Những ảnh có thể nói là rất đẹp, và ngay sau đây thì các thủ chúng ta sẽ có những lời chào dành tặng cho những vị khán giả thân yêu, những người đã không quản ngại thời gian và thời tiết để đến theo dõi và cổ vũ động viên cho cả hai đội bóng trong ngày hôm nay. Vâng, xin mời cao thủ. Rất tuyệt vời, và có lẽ là khán giả chúng ta cũng sẽ dành cho cao thủ những tràng pháo tay để có thể động viên tinh thần thi đấu cho trận đấu này. Vào lúc này thì cao thủ FC Chelsea Nam Định, đội bóng được coi là chủ nhà, đang chủ động đi bắt tay các thủ FC Chelsea Bắc Ninh. Và đây là một trận thi đấu mà khát khao giành chiến thắng, khát khao thể hiện mình cho trận đấu hôm nay của hai đội bóng già rất lớn. Vâng, như vậy là tiếng còi của trọng tài chính Xuân Tú đã cất lên rồi. Đây sẽ là một trận thi đấu mà các thủ FC Chelsea Nam Định cũng như là các thủ FC Chelsea Bắc Ninh sẽ thi đấu với nhau tại trận thi đấu đầu tiên, và có lẽ đây sẽ là trận thi đấu đầu tiên ở bảng A năm nay. Cả hai đội bóng đều sở hữu cho mình những cá nhân, những con người đã thi đấu và gắn kết với nhau nhiều năm. Cả hai đội bóng đều mang đến một niềm rất có chiều sâu, và có lẽ là chiến thắng là điều mà các thủ bảo thủ cuối cùng lại hơi non. Đúng là Chelsea Bắc Ninh đã lấy lại được cái trận rồi. Như vậy là bàn thắng đã đến đối với các thủ FC Chelsea Bắc Ninh rồi. Tiếp theo, lợi thế là kích lớn dành cho các thủ FC Chelsea Bắc Ninh. Tuy nhiên thì mọi chuyện vẫn còn đang diễn ra rất nguy hiểm. Như vậy là 2-3 rồi. Quá nhanh, thật quá nguy hiểm vậy. Đó là điều cực kỳ cần thiết đối với thành bại ngày hôm nay. Cố lên, rất đẹp, đó thực sự là một siêu phẩm này. Một siêu phẩm thực sự dành cho các cầu thủ FC Chelsea Bắc Ninh. Hải Vân quá nhanh và quá nguy hiểm, và có lẽ là đó là những gì tinh túy nhất, đó là những gì đẹp đẽ nhất mà các thủ Chelsea Bắc Ninh đã thể hiện cho trận thi đấu hôm nay. Thành công, tuyệt vời. Đây là một trận cầu mà có lẽ là chúng ta không thể hình dung được các thủ chúng ta lại thi đấu. Và bóng xử lý cực kỳ khôn ngoan dành cho vị rất hay. Và đến lúc này thì thủ thành Quang Huy bên phía, như vậy là đội từ quê hương Kinh Bắc, đó là Chelsea Bắc Ninh. Trong một trận thi đấu hôm nay thì cả hai bóng đã tạo ra vô vàn những cung bậc cảm xúc khác nhau, đã có rất nhiều như thế này, cực kỳ hợp lý. Đáng ngon, rất nguy hiểm, như vậy là vô đấy. Chỉ đuôi mới loạn. Chặng đường còn lại của cả hai đội bóng vẫn còn rất dài, rất tuyệt vời. Đẳng cấp, đó là những gì mà Thành Đô thể hiện cho và xử lý vừa rồi. Có lẽ là những khán giả khó tính nhất thì chúng ta cũng không thể không hài lòng vì những gì mà cả hai đội thể hiện thực sự đẳng cấp. Và trận thi đấu này đã có chất lượng chuyên môn cực cao, một đội chơi tấn công bùng nổ công hiến rất tốt, rất quyền vô địch. Một trận đấu thì đấy là thiết.
là một trong những món quà rất hiệu quả, một trong những tiền vệ công sức các anh mà Chelsea đang được đã tạo ra rất hay. Goal! Một tình huống lấy cho mình 5-2, như vậy là đã có 3-8 rồi. 5-4 dành cho các thủ Chelsea bất bình. Và cho thấy đẳng cấp của mình. Rất vui lòng như vậy là vào rồi. 5-0 dành cho Chelsea Nam Định cho trận tiếp theo hôm nay. Cách đây khá xa. Duy Cường rất đẹp đẹp tuyệt vời. Xứng đáng lắm vì đó là những... đến với thành phố Nam Định của chúng ta, và có lẽ là Chelsea hôm nay cũng còn những trận thi đấu phía trước. Như vậy là thời gian đã khép lại rồi. Xin chúc mừng các